Ngọc, bây giờ đọc được hết cái nông một nên là chị không đọc hộ nữa không đó. Được không? Hồ thơ pa pa à? Đúng rồi, của tập pháp ạ. Của tập pháp ạ. Đó, vì sao cái tơ mà nó hay không có dấu mình hay đọc là tờ cũng được đó. Của tập pháp ạ. Nghĩa là bà mẹ, à bà của tôi. Bà bố, bố, bà bố, bố, bà bố của tôi. Rồi, Hương ơi. Tiếp theo là của tôi là sư. Rồi, tốt rồi. Thì là của tôi. Đúng rồi. Bà tơ không chua. Tốt rồi. Dịch đúng điện ạ. Dịch, 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 dịch. Công việc của tôi. Rồi. Tiếp theo. Bà tơ sư. Bà tơ sư. Nghĩa là. Rồi. Tiếp theo. À, lão sư tờ đúng chuyện. Nghĩa là. Công việc của cô lão. Đúng rồi. Tiếp theo. Hoa bà tơ công chua. Công chua. Công chua. Công chua. Rồi là. À, công việc của bố. Rồi, tiếp theo. Là hơi thở của tôi. Ba bà tiếng yêu quá. Rồi. Tiếp theo, câu đầu tiên nào. Chỉ xe là miếng kiện. Chỉ xe là gì? Em gái, chị gái. Chị gái, rồi em gái là gì nhỉ Dương? Mấy. Là gì? Mấy. Mấy mấy. Thế nào là gì nào? Đọc là mây mẻ đúng không? Là em gái. Đọc lại cái này nào. Chỉ chia tờ mình kia là gì? À, danh thiếp của chị gái. Đúng rồi, của chị. Tiếp theo. À, mà lưỡi sư tờ mình biên. Mà lưỡi. Mà lưỡi sư. Lưỡi. Lưỡi. Nò 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 nò. Mà lưỡi sư. Mà. Mà. Rồi, mà lưỡi sư tờ mình biên. Mình biên rồi, nghĩa là danh thiếp của. Đúng rồi. Thế này không? Câu tiếp theo không? Đúng rồi, tôi sai. Lão sư, ờ, không ai biết đọc lão sư gì? Lão sư tờ miếng chủ. Rồi. Ờ, tên của cô giáo. Lão sư tờ miếng chữ. Sử luôn. Rồi, tiếp theo nào. Cơ cửa tờ cung chua. Cơ cửa tờ. Cơ cửa. Cơ cửa tơ cung chua. Nào. Cơ cửa. Cơ cửa. Cơ cửa. Cơ cửa. Tơ. Tơ. Cung chua. Cung chua. Rồi, nghĩa là. À, công việc của anh trai. Rồi, tốt rồi. Tiếp theo nào. Ghép câu đầu tiên nào. Ừ, chính là em đó. Ờ. Có sự, có tha. Có bộ mân, có đạo sư và có tơ. Nào, nghĩa là gì nhỉ? Tha sư của tơ. Tha sư. Tha sư. Ờ, tha sư. Ờ, bộ mân tơ đạo sư. Rồi, nghĩa là? Ờ, anh ấy là thầy giáo của chúng tôi. Đúng rồi, tốt rồi Dung. Giải quyết câu tiếp theo. Ghét nào. Trên này. Ô, trên này lại có đáp án luôn ạ. Ờ, thôi rồi, đọc nào. Chơ, à, sư. Chơ. Chơ sư của tơ miếng kiện. Rồi, nghĩa là? Đây là danh thiếp. Rồi, Dương nào, câu tiếp theo nào. Nghĩ tơ sư, miếng chữ. Nghĩ tơ sư, miếng chữ. Nào, có sư, có nghĩ, có miếng chữ. Sớm mơ và tờ. Thì câu này xin dịch ra là nghĩ tơ miếng chữ sư sư. Tên của bạn là gì? Đọc lại cả câu nào, tên của bạn là gì? Nghĩ sư. Tên của bạn. Tên của bạn là miếng chữ. Ờ, tên của bạn. Nghĩ tơ miếng chữ. Rồi. Sư sư mơ. Không sư. 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 Nghĩ tơ miếng chữ. Sư sớm mơ là tên của bạn. Rồi, mình có cái phần tiếp theo là câu vị ngữ là tính từ. Ở đây, vị ngữ là tính từ ở đây là gì? Hảo và cao chị. Thế thôi, tính từ nằm trong phần vị ngữ thôi. Câu đầu tiên đọc nào. Ờ, bố hẳn hảo.
我很好。được rồi, là. À, tôi rất tốt. Được rồi, tiếp theo. 他不高兴。他不。他不高。他不高兴。高兴。高兴。rồi. Sở dĩ nhá, cao xin. Cao xin. Là. Anh ấy không. Không vui. Rồi. Nào, câu đầu tiên nào, chọn ra đáp án đúng. 我是很高兴. Hay là 我很高兴. Nào, chọn đáp án nào, đến luôn, đến luôn, đến luôn. Bạn hãy ép vào. Vâng. Rồi, là chọn gì nhỉ? Rồi, 我很高兴. Tiếp theo, dùng nào. Hai câu này chọn câu nào là đúng nhỉ? Rồi, là đọc cái câu năm. 我们的老师很好. Rồi, 我们 thì nhỉ? 我们的老师很好. Rồi, trong câu hỏi thông thường thì mình hay dùng cấu trúc là gì? Cấu trúc là chúng ta, đúng không? Chủ ngữ cộng với, ở đây là động từ cộng với tân ngữ và ma. Câu đầu tiên đọc là ní hảo ma là gì nhỉ? Câu đầu tiên với cấu trúc là chủ ngữ cộng với tính từ cộng với ma, được chưa? Mang nghĩa là bạn có khỏe không. Câu thứ hai là chủ ngữ cộng với động từ cộng với tân ngữ. Câu về tân ngữ hôm trước mình đã học rồi đúng không? Tân ngữ trong câu thường là danh từ, đó sẽ đứng sau động từ, lên từ và gì đấy chẳng. Đúng rồi, giới từ. Vậy ở đây câu này đọc là gì nhỉ? Ai đến ai không? Đến ai không? Lý sư Trung Quốc rắn ma. Rồi, Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc. Trung Quốc rắn ma. Rồi, nghĩa là bạn có phải là người Trung Quốc không? Rồi, bạn có phải là người Trung Quốc? Bạn là người Trung Quốc phải không? Mình đang theo đúng dịch đúng quốc bài quốc đúng không? Bạn là người Trung Quốc phải không? Câu tiếp theo nào? Rồi, nghĩa là bạn có hiểu biết không? Rồi, khi mà mình nói bạn rất tôi rất vui thì mình nói như nào Bảo Dương? Khai xin, tôi rất vui. Rồi, thế con nghe cái câu là bố khảo khai xin không? Hảo khai xin nào? Đúng chứ hảo, đây là chữ hẳn. Hảo hẳn trong trường hợp này sẽ bọc nhau. Hoặc là tôi rất là sợ nói như nào hả Dung? Hai pa, sợ là hai pa. Tôi rất sợ. Ủa hẳn hẳn. Hai pa. Rồi, sẽ có câu là Ủa hảo hai pa. Có nghe trên phim không? Có nghe trên phim mà có mọi người hay nói câu đấy. Ủa hảo hai pa. Hảo và hẳn ở đây trong trường hợp này là bằng nhau. Vậy trong trường hợp nào dùng khẩn và trong trường hợp nào dùng họ? Họ thì sẽ mang nghĩa là nói với bạn bè, nói với những người thân. Và trong cái trường hợp là người đáng yêu. Anh ơi, em sợ quá. Bố họ khai pha. Là em sợ quá. Đó, mà không nói sếp là bố họ khai pha nhá. Sếp thì sẽ là bố khẩn khai pha. Được chưa? Đó, trong tiếng Trung nó sẽ có những cái câu mà nó kiểu là thân mật một chút này. Có hiểu không? Rồi, chị em mở rộng thêm cho bạn một món. Câu đầu tiên nào, ai đến ai nhỉ? Đợi đến Dung. Bạn đến Dung nhỉ? Dung hay Dung ghép câu kìa. Xin quá hoa. Rồi, nghĩa là họ của bạn là họ Vương. Bạn họ Vương phải không? Nào, đúng nghĩa đúng từ nhá. Rồi, tiếp theo nào. Rồi, ở trong này đúng không? Mình có học chữ dễ. Nam nghĩa là gì? Cũng đúng không? Thì mình sẽ nói lại phần nội dung, có phần nội dung tương tự như vế đầu tiên. Nam nghĩa là tôi thế. Nam dứt lòng câu đầu tiên nào. Mà sáu trẻ sư Trung Quốc nhân. Mã Xiao Jia là Trung Quốc nhân. Cao Xuân Sơn cũng là Trung Quốc nhân. Câu này là câu trong sách. Câu này gì nghĩa là gì? Xiao Jia là gì?
chị là cô đúng không? Chị Triệu, chị đúng không? Chị. Ờ, mà chị gì? Chị Mã là người Trung Quốc. Ông Cao đúng rồi, là người Trung Quốc. Cũng là người Trung Quốc. Cái từ xéo trẻ này thì trên phim họ hay nói là tiểu thư, nhưng mà đấy là chỉ trên phim trong trường hợp là tiểu thư thôi. Còn đâu ngoài đời chúng ta sẽ không dùng cái từ xéo trẻ này. Mà hay nếu mà muốn gọi một cái chị nào đó thì chúng ta sẽ dùng cái từ là xéo trẻ chia. Được chưa? Xéo trẻ chia, không dùng xéo trẻ nhá. Xéo trẻ ở bên Trung Quốc là dành cho những cô gái làm nghề bán hoa theo nghĩa bóng chứ không phải theo nghĩa đen. Ok chưa? Được chưa? Những cô gái dịch vụ đó, đó thì người ta hay gọi là xéo trẻ. Được chưa? Không được gọi là xéo trẻ nhá. Thôi bỏ cái từ xéo trẻ ra ngoài đầu nhá, chỉ có xéo trẻ chia thôi, được chưa? Nào, câu tiếp theo nào. Bên sư nhỉ, của khẩn, của của dễ khẩn cao xin. Rồi, đọc lại nào. Bên sư. Bên sư nhỉ. Bên sư sư sư. Bên sư nhỉ. Rồi, tốt rồi, đúng rồi đấy. Của dễ khẩn cao xin. Rồi, cao xin. Cao xin, lại nào. À, bên sư nhỉ. 我也很高兴. Rồi. À, quên biết bạn, quên rất vui. Rồi, tốt rồi. Tại sao chị có thể sửa cho từng em một như thế? Cho đọc cho đúng nhá. Có thời gian mà mình sẽ cố gắng dành thời gian mấy buổi đầu để mình đọc cho nó chuẩn hơn. Sau này nhiều kiến thức hơn mình cũng thời gian mà ngồi em ơi em đọc lại đi đâu nhá. Tiếp theo nào. Dễ nào. Chọn câu nào nhỉ? Nào, đọc câu, cho câu, đọc cả hai câu chị nào. Tha rẻ lão sư. Rồi. Tha rẻ sư. Tha rẻ sư. Dễ, dễ, dễ. Dễ. Tha rẻ sư. Sư. Lão sư. Lão sư. Rồi, nghĩa là à, anh ta cũng là giáo viên. Anh ta. Anh ấy. Tiếng Việt đâu, anh ta nghe nó hơi. Đúng không? Anh ấy cũng là giáo viên. Rồi, tiếp theo là cô thứ hai là gì nào cô? Cao xịn là nghĩa là anh ấy cũng không vui. Anh ấy cũng không vui đúng không? Rồi mình đến với bài khóa nhá. Mình sẽ nghe ba lần bài khóa này. Một lần đầu tiên là nhìn vào chữ phiên âm, lần thứ hai nhìn vào chữ tiếng Trung, được chưa? Và lần thứ ba không nhìn đâu cả để thử nghe xem có hiểu chung bài không nhá. Bây giờ những cái bài này còn ngắn, sau này những bài sau dài thì mình sẽ học theo cách như vậy nhá. Nào bài đầu tiên nào. Xin hỏi, 您贵姓? 我姓马, 您呢? 我姓高, 这是我的名片。 对不起, 我没有名片。 没关系, 很高兴认识你。 高先生, 认识你, 我也很高兴。 请问您贵姓? 我姓马, 您呢? 我姓高, 这是我的名片。 对不起, 我没有名片。 没关系, 很高兴认识你。 高先生, 认识你, 我也很高兴。 人家大家不迷了都呢, 应该有个中呢。 Mấy bài này nó đơn giản thôi, cái bài sau thôi. Nên chỉ muốn các em mà không nhìn vào đâu để mình nghe một cách chủ động. 请问您贵姓? 我姓马, 您呢? 我姓高, 这是我的名片。 对不起, 我没有名片。 没关系, 很高兴认识你。 Rồi, cả lớp dịch nào. 高先生, 认识你, 我也很高兴。 Cho nó gần với cả văn phòng tiếng Việt, đúng không? Tiếp theo, câu tiếp theo.
心。你好，你好，请问你叫什么名字？我叫黄文丽，你呢？我叫欧文。你是中国人吗？是。你是英国人吗？不，我不是英国人，我是美国人。认识你很高兴。认识你我也很高兴。你好。你好。请问你叫什么名字？我叫黄文丽，你呢？我叫欧文。你是中国人吗？是。你是英国人吗？不，我不是英国人，我是美国人。认识你很高兴。认识你我也很高兴。那我明白了。你好。你好。请问你叫什么名字？我叫黄文丽，你呢？我叫欧文。你是中国人吗？是。你是英国人吗？不，我不是英国人，我是美国人。认识你很高兴。认识你我也很高兴。认识你我也很高兴。哦，那边来。你好。
你好，请问你叫什么名字？我叫黄文丽，你呢？我叫欧文，你是中国人吗？是，你是英国人吗？不，我不。Và hôm nay kết thúc ở đây thôi.